Vâng ạ, trước tiên thì rất là cảm ơn ban tổ chức của Hội Hô hấp Việt Nam đã có cơ hội để cho bác sĩ Đĩnh có thể trình bày. Sau hai bài báo cáo của cặp đôi hoàn hảo thì chúng ta thấy rằng là rất khó những báo cáo về sau tiếp tục, nên là thực sự là hơi căng thẳng cho bác sĩ Đĩnh để báo cáo. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là trải dài với cái báo cáo của bác sĩ Trang rồi đến bác sĩ Thịnh, chúng ta thấy tiếp cận chẩn đoán nói chung, chúng ta chẩn đoán về hình ảnh và bây giờ chúng ta sẽ quyết định điều trị. Thì có những câu hỏi rất khó để chúng ta có thể trả lời là khi nào chúng ta quyết định điều trị và chúng ta điều trị chúng ta lựa chọn thuốc gì, phân tầng nguy cơ của từng bệnh nhân ra sao, các bệnh nhân mắc kèm thế nào và chúng ta theo dõi bệnh nhân điều trị ra làm sao. Thì có một cái đặt hàng liên quan đến là các thuốc điều trị trong bệnh phổi kẽ và con dao hai lưỡi. Thực ra thì cái lưỡi đầu thì chúng ta ai cũng biết và ai cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng cái lưỡi thứ hai hôm nay chúng ta nói nhiều hơn, tức là cái lưỡi mà nó cắt vào tay mình ấy, tức là cái lưỡi mà nó không tốt. Thế thì với những cái bệnh nhân mà bệnh phổi kẽ nói chung và trong phổi kẽ CTD thì hiện tại Vinmec Time CTD cũng đang tập trung cũng rất là nhiều nguồn lực và cũng có sự phối hợp đa chuyên khoa rất là tốt. Thì đầu tiên thì em sẽ trình bày một cái ca bệnh lâm sàng cũng rất là điển hình giống như các ca bệnh mà bác sĩ Trang hay bác sĩ Thịnh đã trình bày thôi. Thì một cái bệnh nhân 73 tuổi nữ thì trước đây 2 tháng đã được chẩn đoán là một cái bệnh lý CTD, nhưng mà cũng chưa chẩn đoán fix là rõ ràng là CTD là cái nhóm nào, phân nhóm class nào. Thế thì có tổn thương phổi kẽ nhưng mà rất ít thôi. Và bác sĩ cơ xương khớp và bác sĩ hô hấp thì có điều trị là dùng HCQ và dùng corticosteroid liều thấp, liều có 16mg và taper. Thì sau 2 tháng thì bệnh nhân này được vào cấp cứu, vào ICU, ngay lập tức vào ICU vì khó thở và siêu hấp. Thì chúng ta thấy rằng những cái thông số ở đây chúng ta cho thấy là bệnh nhân vào vì một cái tình trạng siêu hấp. Và khi mà cái tổn thương phổi trước đấy và tổn thương phổi sau, chúng ta thấy rằng nó có sự khác biệt rất là rõ ràng. Và cái này ở đây thì có giáo sư Lưu rồi có bác sĩ Thịnh là những chuyên gia về chuẩn đoán hình ảnh rồi, thì em không có nói gì nhiều vào cái này cả. Nhưng chúng ta nhìn thấy về mặt hình ảnh là chúng ta thấy là có sự thay đổi rất là rõ ràng. Và như vậy nó có tiêu chuẩn về mặt lâm sàng, tiêu chuẩn về mặt hình ảnh. Và như vậy là chúng ta chẩn đoán một cái đợt cấp, khả năng là một cái đợt cấp. Và chúng ta cần phải loại trừ tình trạng nhiễm trùng, đúng không ạ? Các cái nguyên nhân khác thì các cái bi lăng bệnh nhân cũng được soi và các bi lăng khác thì âm tính hoàn toàn. BCB cũng âm tính. Và chúng ta sẽ... Và đây là cái hình ảnh, không biết là có chạy được không? Để em xem nó có chạy được không nào. Đã. Chúng ta nhìn thấy là cái thay đổi rất là khác biệt chỉ sau 2 tháng thôi. Cái tổn thương phổi nó thay đổi rất là rõ. Và khi mà làm một cái bi lăng về kháng thể thì chúng ta thấy là bệnh nhân có RHO1 dương tính 3 cộng và RHO52 dương tính. Và đối với sự phối hợp giữa RHO1 tức là hội chứng Vincent Theta cộng với cả RHO52 thì cái việc mà chúng ta thấy là tiên lượng nó sẽ tồi tệ hơn là nó không có RHO52. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Chúng tôi có đánh giá các cái vấn đề khác nữa thì như siêu âm tim thì không có tăng áp bệnh phổi và chẩn đoán là một cái siêu âm tổn thương phổi kẽ tiến triển nhanh và hội chứng anti-synteta rồi. Bệnh nhân thì được tiếp cận điều trị là bolus methylpretolone 500mg 3 ngày và sau đó thì giảm liều dần taper theo đúng cái nguyên tắc thôi. Bệnh nhân cũng được quyết định dùng cyclophosphamide. Thì sau 3 đợt truyền, mục đích là chúng ta sẽ truyền trong 6 đợt và dự phòng PCB vì ở những bệnh nhân này yếu tố nguy cơ cao. Lát chúng ta sẽ xem là những ai nguy cơ cao chúng ta cần dự phòng PCB. Kết quả thì đáp ứng tốt sau 3 đợt điều trị với truyền Endosan. Và đây là cái hình ảnh phổi sau 3 tháng, sau 3 chu kỳ của Endosan. Thì chúng ta thấy là có sự thay đổi rất là rõ ràng và đâu đấy thì chúng ta convert được cái tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhân. Nhưng mà cái câu chuyện nó không dừng lại ở cái dễ dàng như thế và đối với tổn thương phổi kẽ và đặc biệt là bệnh nhân 73 tuổi mà chúng ta dùng ức chế miễn dịch. Thế thì tiếp theo ạ. Thì sau truyền được 3 đợt thì bệnh nhân mọi thứ có vẻ tốt, nhưng sau đó thì bệnh nhân lại xuất hiện một cái đợt là bệnh nhân sốt vào viện, cũng tình trạng ho tăng lên, có đờm và có dấu hiệu là tình trạng một cái bệnh lý hô hấp cấp tính. Thì sau khi đó thì chúng ta chụp lại thì thấy rằng là cái tổn thương phổi nó thay đổi theo hướng xấu đi, nó phù hợp với một cái đợt tiến triển mới. Và đến lúc này thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là chúng tôi cũng đã hội chẩn giáo sư Phương ca này rồi thì phải,
và có làm bi lăng các nhiễm trùng các thứ thì chúng ta loại trừ các bi lăng nhiễm trùng có thể chúng ta làm được CMV, Stenra, tất cả mọi thứ và có nội soi phế quản. Và sau đó thì chúng tôi đã quyết định điều trị cho bệnh nhân như là một cái bệnh phổi kẽ tiến triển và quyết định là sẽ bolus corticoid lại bởi vì chúng ta loại trừ cái tình trạng nhiễm trùng IVIG và phối hợp với rituximab. Bệnh nhân này có chỉ định được em không sao. Thì đấy là cái chúng ta thấy rằng là không phải tất cả những bệnh nhân sau khi đã có đáp ứng điều trị tốt với các ức chế miễn dịch thì chúng ta sẽ không phải lo lắng gì. Chúng ta sẽ phải lựa chọn những thuốc điều trị thay thế hoặc đổi liệu pháp điều trị tùy thuộc vào cái đáp ứng của bệnh nhân. Ca lâm sàng thứ hai là một ca lâm sàng cũng khá là điển hình cho một cái tình trạng tổn thương phổi kẽ mà có xơ hóa. Thì ở cái nhóm bệnh nhân này thì nằm ở bệnh nhân bị chẩn đoán là xơ cứng bì. Và các bạn có thể thấy cái hình ảnh tổn thương rất là rõ ràng. Thì sau khi bệnh nhân được điều trị với truyền cyclophosphamide và điều trị dự phòng PCB thì bệnh nhân sau 6 chu kỳ thì bệnh nhân có xuất hiện một cái tình trạng này nhiễm trùng cấp tính. Và chúng ta không cho rằng đó là một cái tình trạng tổn thương phổi tiến triển cấp mà do tình trạng nhiễm trùng và điều trị tốt với kháng sinh rồi sau đó chúng tôi chuyển sang MMF. Tuy nhiên thì sau khi điều trị MMF thì bệnh nhân điều trị duy trì bằng MMF thì bệnh nhân có bất dung nạp rất là nhiều, tăng men gan rồi là rối loạn tiêu hóa rất là nhiều và bắt buộc chúng tôi phải dừng lại cái MMF. Và chúng tôi quyết định gì? Chúng tôi quyết định là dùng bệnh nhân này sau đó dùng kháng interleukin 6 kết hợp cùng với cả chống xơ. Đây là một cái cũng khá là đặc biệt. Và sau đó thì bệnh nhân sau 9 tháng điều trị chống xơ thì các thầy cô các anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Cái tổn thương nó cũng hồi phục khá là nhiều và trên cái thăm dò chức năng hô hấp thì cái T cell tăng lên và cái DLCO cũng tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên nó cũng không dừng lại ở câu chuyện là bệnh nhân dung nạp đơn giản với cả chống xơ hay là kháng interleukin 6 tocilizumab. Bệnh nhân này thì sau đó thì cái triệu chứng tiêu hóa và các triệu chứng tác dụng phụ liên quan đến nitazenib cũng khá là nhiều và bệnh nhân giảm liều xuống 150. Cũng một phần là vì cái phần gánh nặng về chi phí nữa. Và sau đó thì khám lại thì những cái triệu chứng của da thì tăng lên, các cái biến cố liên quan đến mạch máu ở trong bệnh xơ cứng bì cũng tăng lên. Và chúng tôi chụp phổi lại thì cũng có cái tổn thương xơ hóa cũng tăng lên. Và bắt buộc là chúng tôi sẽ phải theo dõi sát và chúng tôi có thể phải bách lại cái liều 300 cho bệnh nhân. Đấy thì là những cái mà để chúng ta thấy rằng là trong quá trình điều trị bệnh nhân tổn thương phổi kẽ CTD thì cái việc mà chúng ta điều trị lựa chọn các thuốc đã khó rồi và chúng ta theo dõi đáp ứng điều trị và các biến cố do thuốc thì và chúng ta lựa chọn thay thế nó càng khó hơn. Và hơn nữa thì cái việc chi phí điều trị cũng là vấn đề cực kỳ lớn cho những cái bệnh nhân này. Thế thì quay lại về mặt tổng quan thì như bác sĩ Trang cũng đã nói thì đối với bệnh lý phổi kẽ nói chung thì là nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà đến phân nửa là liên quan đến CTD, tức bệnh lý mô liên kết. Và đâu đấy trong cái nhóm mà gọi là vô căn IPF ấy thì tại vì chúng ta cũng chưa tìm hết được nguyên nhân và chúng ta cũng chưa đủ năng lực chúng ta tìm hết được nguyên nhân của nó thì chúng ta cho nó là chẩn đoán là IPF thôi. Ở một nghiên cứu mới nhất cách đây hơn một năm ở châu Âu ấy, họ có làm nghiên cứu thì người ta thấy rằng trong cái nhóm bệnh nhân mà được chẩn đoán là IPF thì trong đó đến 20% trong nhóm đấy có lưu hành kháng thể bệnh cơ tự miễn với các cái novel antibodies. Hiện tại các panel của bệnh cơ của chúng ta chưa đủ. Và chúng ta cũng thấy rằng là đối với bệnh cơ tự miễn thì chúng ta thấy rằng là đến 20% bệnh nhân cũng không có được chẩn đoán bằng kháng thể đặc hiệu bệnh cơ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hoặc là cái kháng thể liên quan. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta chưa đủ năng lực để chúng ta tìm hết được các cái tự kháng thể. Đây là một cái dấu hỏi, một cái phần bỏ ngỏ mà chúng ta sẽ cần phải dựa trên các cái yếu tố khác để chúng ta đưa đến rằng là nó là IPF hay là nó có thể nằm trong bệnh cảnh của bệnh lý có bệnh lý hệ thống. Thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy là hội chứng Sjögren là cái tỷ lệ mà chúng ta hay gặp nhất. Nhưng mà cũng may mắn là cũng hay gặp là chúng ta thấy là 25% bệnh nhân Sjögren là có cái tổn thương phổi kẽ. Rồi viêm khuất dạng thấp đúng không? Hay gặp là chúng ta thấy là cái thể là tổn thương UIP thì chúng ta thấy khoảng 10%. Rồi lupus chỉ 5% thôi. Nhưng mà chúng tôi đã gặp một ca lupus và có cái tổn thương DAD giống như bác sĩ Thịnh vừa rồi trình bày. Rồi là xơ cứng bì là một cái gánh nặng lớn nhất về mặt tổn thương phổi kẽ mà chúng ta thấy đến 65%. Và sau đó thì đến 43%, tức gần phân nửa của myositis, dermatomyositis, tức là viêm da cơ và đa cơ. Rồi bệnh MCTD và các và hội chứng antisense teta thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ hay gặp tổn thương phổi kẽ. Như vậy chúng ta thấy rằng tự chung lại các cái bệnh lý CTD thì khoảng 15% bệnh lý CTD có tổn thương phổi kẽ và khoảng phân nửa bệnh nhân tổn thương phổi kẽ là CTD. Như vậy chúng ta thấy rằng là một con số rất là rõ ràng.
Tôi không bàn đến các cái tổn thương trên hình ảnh nữa vì là bác sĩ Thịnh đã nói rất là rõ rồi, và đấy là cái phần bác sĩ Thịnh đã chia sẻ rất là kỹ càng rồi. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả cái câu chuyện nó bắt đầu từ viêm rồi đến tái cấu trúc rồi đến sơ hóa, đấy là con đường rất là biện chứng của cái tổn thương, trong tất cả các tổn thương chứ không chỉ là tổn thương phổi kẽ và gây ra sơ hóa. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta điều trị viêm tốt, chúng ta kiểm soát được cái tình trạng viêm tốt thì các yếu tố mà gây ra cái tình trạng sơ hóa nó cũng sẽ giảm đi. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Và trong đó thì cái việc mà điều trị chống sơ cho những bệnh nhân mà có cái tổn thương sơ thì cần phải điều trị sớm. Tuy nhiên thì một cái gánh nặng về chi phí là rất là khó khăn cho việc tiếp cận bệnh nhân. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Thế thì đối với guideline về điều trị các tổn thương phổi kẽ của New Zealand thì chúng ta thấy rằng là với một bệnh nhân thì bắt đầu chúng ta sẽ sàng lọc, bởi vì cái tỷ lệ gặp tổn thương phổi kẽ CTD là rất cao, nên là cái việc mà sàng lọc bệnh lý CTD là bắt buộc và chúng ta cần phải làm sàng lọc. Và sau đó thì chúng ta tiếp cận chẩn đoán như là bác sĩ Trang đã trình bày rồi, tôi không có trình bày lại nữa, và lát chúng ta sẽ đi tập trung hơn vào cái phần tác dụng phụ và thứ. Để và phân tầng nguy cơ thì đây là một cái slide để có thể để cho được rằng là bác sĩ Trang đã trình bày về cái phần các phân tầng nguy cơ và sự gọi là móc nối của các cái overlapping giữa các bệnh lý tự miễn với nhau rồi. Thì tôi có muốn chia sẻ là gì? 25% số bệnh nhân tự miễn có overlapping, tức là 1/4. Và chúng ta phải lưu ý rằng là khi mà các cái có sự hiện diện của các tự kháng thể khác nhau thì nó sẽ đưa ra chúng ta những nguy cơ khác nhau, mà chúng ta lựa chọn dựa trên đấy chúng ta có thể lựa chọn những cái thuốc ức chế miễn dịch hay những cái thuốc đích điều trị nó phù hợp cho từng nhỏ bệnh nhân. Và từ một cái quần thể rất là đa hình như thế này, chúng ta sẽ đưa ra phân tầng cho từng nhóm và chúng ta sẽ đưa ra được cái quyết định điều trị phù hợp. Và đây là cái slide, đâu đấy cũng lặp lại cái slide của bác sĩ Trang, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lại để chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn thấy ở đây yếu tố nguy cơ cho từng cái nhóm kháng thể. Và ở trong cái hội chứng anti-sense delta chúng ta nhìn thấy ở trong bệnh cơ tự miễn chúng ta thấy rất là rõ là cái tổn thương phổi kẽ hay gặp ở nhóm nào. Và cái nhóm anti-sense delta, đặc biệt là cái nhóm MDA5, thì ở đây tôi muốn lưu ý một chút thêm nữa về MDA5. Thì một cái không may mắn là MDA5 ở trong cái nhóm bệnh nhân châu Á của chúng ta thì thường cái tỷ lệ nó lưu hành cao hơn. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng trong tất cả các nhóm bệnh nhân MDA5 của chúng tôi đã gặp, thì nếu MDA5 nằm trong các bệnh cảnh của bệnh lý tự miễn và có kèm theo các cái bệnh lý, các cái kháng thể liên quan khác, thì thấy rằng là cái việc mà đáp ứng điều trị ức chế miễn dịch của cái nhóm đấy tốt thường là cái tình trạng là chronic hoặc là mãn cấp hơn là tình trạng mà tiến triển nhanh. Nếu chỉ có MDA5 đơn độc thì cái nguy cơ bệnh lý tiến triển nhanh thường hay gặp ở nhóm đấy hơn. Và ở bệnh sơ cứng bì cũng vậy, thì chúng ta nhìn thấy là tùy những cái sự kháng thể lưu hành chúng ta sẽ xem là cái tổn thương của trẻ nó nhiều hay ít hay là hay không gặp, và chúng ta sẽ xem xét đến cái nguy cơ là viêm crisis liên quan đến sau quá trình chúng ta điều trị những tổn thương của trẻ này. Vâng ạ. Thế thì về mặt tiếp cận điều trị thì cái này tôi lấy ra từ trong cái guideline của ACR năm 2023 thôi, giống như bác sĩ Trang đã lấy trong cái phần là chúng ta sàng lọc những bệnh nhân, chúng ta coi cho những bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng là hầu hết các cái thuốc ức chế miễn dịch hoặc là corticosteroid thì được coi là first line một cách first line therapy trong cái nhóm điều trị tổn thương phổi kẽ trong bệnh CTD trừ sơ cứng bì. Bởi vì sao sơ cứng bì? Chúng ta thấy rằng là cái liều chúng ta nên dùng là không quá 15-20 mg, và nếu chúng ta phối hợp với những cái gì rồi chúng ta nên sang dưới 10 thì sẽ làm ra nguy cơ gây ra những cái rối loạn về mạch máu, vì trong sơ cứng bì chúng ta thấy là có mấy cái tổn thương, trong đó là có tổn thương liên quan đến mạch máu và cái renal crisis là tổn thương không những cái thảm họa liên quan đến mạch máu hay là những cái nhóm bệnh nhân dùng có cái tổn thương gan, và chúng ta không thấy là ít, và ra những cái nguy cơ nhiễm trùng. Còn do tình trạng tiến triển thì sao, chúng ta cũng nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có cái lựa chọn sản xuất điều trị theo cái thứ tự ở đây, và đối với cái sơ cứng bì chúng ta cũng thấy là chúng ta tránh càng nhiều có biết là chúng ta điều trị được có quý vị. Đối với những cái tình trạng của tổn thương phổi kẽ PPF là tiến triển progressive, chúng ta thấy là chúng ta dựa trên ba cái tiêu chí như bác sĩ Trang cũng đã nói rõ rồi, tôi sẽ không trình bày kỹ hơn. Tuy nhiên chúng ta cần có sự thay đổi các triệu chứng, bệnh nhân ho nhiều hơn, khó thở, chưa hết, thường là bệnh nhân sẽ được đưa vào ICU. Trong đó thì cho chúng ta thấy có bằng chứng, hoặc là những trường hợp và chúng ta thấy có bằng chứng, chúng ta có thể đo được trong trường hợp thì ở bên nhất chúng tôi có thăm dò cả theo số tức là cái đặt kí kép và chúng ta đo được cái biến đổi thể tích, và chúng ta có bằng chứng trên trên trên
Thì hầu hết những bệnh nhân nếu mà có cái tình trạng tổn thương phổi, suy hô hấp thì thường chúng ta chỉ có hai loại chứng cơ ở lâm sàng là suy hô hấp thôi, còn sẽ không thể hoàn toàn suy hô hấp được vì bệnh nhân suy hô hấp. Thế thì để là chúng ta thấy là khi chúng ta có những cái yếu tố thay đổi như vậy, chúng ta sẽ có một tiếp cận điều trị. Và quay lại cái ca số 2 đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta có những cái ca số 2 thì là chúng tôi thấy rằng là cái tình trạng tiến triển thì cảm có không có là chúng ta có cái chúng ta về Erosan thì tôi khuyến cáo cái dùng phối hợp giữa cái điều trị IVIG và khuyến cáo Rituximab. Thì ở đây chúng ta thấy rằng MDR5 là cái yếu tố nguy cơ rất là rõ ràng và chúng ta cần phải lưu ý. Và khi mà MDR5 có tiến triển của cái cấp tiến triển ngay ở MDR5 thì chúng ta có bất kỳ vũ khí nào chúng ta phải dùng đó thôi. Và chúng ta không mong chờ gì đâu vì cái tỷ lệ tử vong rất là cao và chúng ta đã có rất nhiều cái trường hợp của MDR5 không kiểm soát được. Thì các cái nhóm thuốc điều trị thì chúng ta sẽ phân làm hai nhóm đúng không ạ? Nhóm Vimat cổ điển và nhóm Vimat sinh học. Thì hiện nay chúng ta được sinh học cũng nhiều, tuy nhiên chúng ta quay lại cái Vimat cổ điển và chúng ta cũng rất là thường dùng. Ví dụ cái nhóm là Sacoparvai, các cái nhóm LMF tức là Azathioprine nữa là tương chế Enduring hoặc là CNI tức là Cyclosporine và Tacrolimus và MFX. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm này thì khác chúng ta sẽ đi sâu hơn một tí. Và thứ hai là cái nhóm mà Vimat sinh học. Để trong tim mắt sinh học chúng ta thấy là hiện tại có rất nhiều thuốc như là Rituximab, Tocilizumab và chúng ta chắc cái nghi là chưa có, IVIG hay là chống sơ chúng ta cũng dùng. Thứ nhất là corticosteroid là một cái thuốc mà chúng ta dùng rất là nhiều. Người ta biết rằng biến cố rất là nhiều cái hình ảnh này thì ai cũng đã từng là sinh viên liên quan cũng có thể nhìn thấy nó rồi. Và chúng ta thấy là rất nhiều cái nguy cơ chúng ta cần kiểm soát. Tuy nhiên thì kiểm soát chúng ta đã có rất là nhiều những cái cách thức như là chúng ta điều trị dữ liệu học khởi động, chúng ta tắp ra sao, chúng ta theo dõi cái trục thế nào. Thì ở đây thì có một khuyến cáo rất là rõ ràng là chúng ta sẽ không cần phải tắp cơ khi chúng ta điều trị ngắn, nhưng hầu hết những bệnh nhân thì chúng ta không phải điều trị ngắn mà có thể bệnh nhân đã điều trị có rất là lâu dài rồi thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta sẽ trong trường hợp chúng ta tắc cơ mà có cái dấu hiệu của cái hội chứng là cai thì chúng ta sẽ quay lại cái liều trước đấy thì cái liều cao hơn và chúng ta có thể lưu ý liên quan đến dự phòng PCP. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta có cần để dự phòng PCP cho những bệnh nhân dùng corticosteroid hay không? Chúng tôi trả lời là có, thì những bằng chứng rất là rõ ràng khi chúng ta dùng liều cao thì cái yếu tố nguy cơ gia tăng rõ rệt với PCP. Và nếu chúng ta dùng liều trung bình hoặc và chỉ là có những trường hợp liều thấp nhưng ở mức độ cùng yếu tố nguy cơ là HIV hoặc các cái yếu tố nguy cơ hoặc nhân tố nguy cơ biến thể khác thì chúng ta sẽ phải cân nhắc dùng PCP. Chúng ta không dùng liều thấp vì sao? Vì chúng ta thấy rằng là nó sẽ làm gia tăng nguy cơ các tác dụng phụ và đối với Pisatone nữa điều trị dự phòng không phải Pisatone không có thể tác dụng khác nữa thì TNT và SFX thì đúng rồi thì chúng ta thấy là cái nguy cơ mà gây ra cái tổn hại của cái tổn thương các ADR nghiêm trọng là tỷ lệ ENH chúng ta tăng lên là trong cái số bệnh nhân mà có thể ảnh hưởng bị hao thì là đến 101 cứ 1/1300 bệnh nhân điều trị thì sẽ có một bệnh có thể có những yếu tố là tác dụng phụ và tác dụng phụ của tổn hại. Thế còn lại nhưng tuy nhiên đối với toàn liều PrEP ở trên 60mg trên một ngày thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả dự phòng rất là tốt là với mỗi 32 bệnh nhân chúng ta dự phòng KPCT. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả này và chúng ta cần điều chỉnh cho nó này. Còn cái nhóm thấp hơn thì chúng ta thấy là cái NMT nó hơi cao hơn chút đi thì cái việc mà chúng ta cứ cân nhắc theo yếu tố nguy cơ kèm theo là có dùng thuốc chuyển khác hay không, có cái yếu tố nguy cơ mà nó phải bị chuyển nhiễm khác hay không là sẽ ai đi về chúng ta có thể lựa chọn. Và theo khuyến cáo thì đối với một hốt của New Zealand thì nó cao đến hết trên 20 là chỉ dùng là dự phòng PCP để dùng cho các kèm theo vì chúng ta thấy là hầu hết bệnh nhân đều dùng kem chỉ dưỡng không dùng phân đầu. Đối với các thì mắt sinh học chúng ta thấy là cái cơ chế khác nhau và nó điều trị bằng các đích khác nhau và chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái việc mà cái nguy cơ đến đâu và thường là cái nhóm mà kia đã alpha thường là sẽ không nguy cơ và nó gây ra những cái gia tăng trên một ý có thể là nhiễm trùng và thường là lao các bệnh lý tiềm ẩn bởi vì nó là phá vỡ đi cái cân bằng giữa miễn dịch của chúng ta và cái tình trạng là tình hình các cái gọi là các cái gọi là cái khu hạ cái viêm hạ nó sẽ
bứt phá lại cái ranh giới đấy và nó sẽ dần dần được cung cấp cho. Thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái thuốc sinh học của chúng ta đang dùng hiện nay trên thị trường, và các bác sĩ thì đã dùng rất nhiều, các bác sĩ từ dùng rất nhiều hơn, và bác sĩ hô hấp thì cũng rất là nhiều không ạ, rõ lắm. Thì cái khuyến cáo thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi bệnh nhân dùng tim mạch sinh học, chúng ta sẽ có ba bước. Thứ nhất là sàng lọc trước khi chúng ta dùng, chúng ta theo dõi như thế nào, chúng ta xử trí tình huống khẩn cấp làm sao, khi người có những khẩn cấp có phẫu thuật thì chúng ta sẽ có quyết định làm sao. Thì đây là cái bảng mà chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ cần phải sàng lọc cái gì trước, và ở đây thì chúng ta còn hơi nhớ một tí là hầu hết những cái bệnh nhân khi mà rất là may mắn là giáo sư Lê Trương Tuấn có cái cơ hội để đi gặp cả giáo sư và gia hết cả cái bệnh viện Cô Sao Hồ Sơ, các bác sĩ đã đến điều trị các thuốc sinh học, chúng ta sinh học rất là nhiều. Thì và các bệnh này làm sàng chuẩn là gì, là chúng ta nên tiêm vaccine cho bệnh nhân, nếu bệnh nhân còn thiếu một vaccine nào đấy không chưa tiêm nên tiêm trước khi chúng ta dùng, để nó tránh cái ảnh hưởng kháng sinh cái kháng thể, đặc biệt là chúng ta dùng thuốc sinh học trước khi chúng ta dùng thuốc sinh học, chúng ta nên tiêm đầy đủ các vaccine cho bệnh nhân. Đấy là cái khuyến cáo của chúng ta, có thể chúng ta cần. Ngoài ra chúng ta sẽ sàng lọc những nhiễm khuẩn tiềm ẩn, chúng ta biết là chúng ta sẽ thấy là cần thiết, và rõ ràng là thì là một cái nguy cơ đặc biệt là cho các nhóm mà chúng ta dùng với nhóm tiền đó. Theo dõi trong quá trình điều trị cũng vậy thôi, chúng ta cũng vẫn theo dõi những cái tác dụng phụ của hành động, ví dụ như cái trường hợp là giảm bạch cầu mà trong những cái trường hợp chúng ta dùng kháng lên 6, rồi là tăng men gan trong trường hợp chúng ta dùng kháng lên 6, và cái nhóm chống sơ chúng ta sẽ kỹ hơn những nhóm đấy, rồi các cái nhóm của tăng men gan sau dùng immunoglobulin cũng chuyển sang IG, tỷ lệ khoảng tầm 20% nên có cái đối tượng tăng men gan sau chuyển sang IG. Thì đây là những cách theo dõi cho những cái nhóm mà bệnh lý mát là phổ biến theo dõi. Thì những cái gì mà và chúng ta đánh giá các dụng cụ cũng là một cái indicator cho chúng ta trong cái chúng ta đánh giá đang điều trị, vì đang điều trị là một phần chúng ta phải xem được cái dụng cụ không, nếu như không dụng cụ bắt buộc chúng ta phải đổi phương pháp điều trị. Nhiễm khuẩn thì sao và phẫu thuật thì thế nào, chúng ta cần phải dừng làm sao, thì đây là một cái bảng khá là chi tiết để cho các anh chị có thể tham khảo. Và thường là chúng ta sẽ dựa vào cái khoảng giữa hai điều mà chúng ta đưa ra quyết định, và cái tỷ lệ các cái gọi là cái tiêm trên hai của người ta bán hủy của Trung Quốc, chúng ta đưa ra chúng ta cần dừng trước bao lâu. Thì ở đây cụ thể chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta cần phải dừng đối với cái phẫu thuật có kế hoạch thì chúng ta nên dừng trước, và thường là dừng trước ba năm lần cái thời gian bán hủy của Trung Quốc. Đối với những trường hợp thì dừng 3-6 tháng trước phẫu thuật thì đây rất là khó khăn. Nếu chúng ta một cái phẫu thuật chúng ta không có trước, cái việc là chúng ta dừng không có kế hoạch thì là cái khó khăn. Đối với các cái bệnh mãn tính thì chúng ta thường chúng ta không cần thiết là chúng ta phải dừng sau khi bị, nếu là không có nguy cơ nhiễm trùng nặng. Đối với sức khỏe sinh sản thì sao, thì chúng ta thường hay quan tâm đến phụ nữ thôi đúng không, bệnh nhân bị bệnh tự miễn rồi mang thai thì có thứ, nhưng mà đối với đàn ông có liên quan không, có chúng ta phải lưu ý đến chu kỳ sinh sản của người nam giới, tức là chồng của nhân, chẳng hạn bệnh nhân bị bệnh mà nam giới chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh. Thì đây là những khuyến cáo, những cái thuốc mà dùng được trong quá trình sinh sản, những cái thuốc mà có thể tiếp tục và những cái thuốc mà chúng ta phải dừng trước khi chúng ta có cái ý định là bệnh nhân có ý định. Chúng ta không thể tư vấn cho một bệnh nhân đâu, chúng ta tư vấn cho vợ chồng nữa. Và chúng ta nhìn thấy ở đây trong một số trường hợp chúng ta có thể áp sát điều hiện tại thì data rất là limit, và chúng ta không có nhiều data cho cái nhóm thuốc sinh học này. Tuy nhiên chúng tôi có một bệnh nhân cung cấp về đấy thôi, và bệnh nhân có thai một cách là không có kế hoạch, thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì đối với cả sự không lưu mát này nào. Nhưng mà chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân, chúng ta phải share cái decision, tôi giải thích hết là những nguy cơ này, lợi ích này, và chúng làm sao, và bệnh nhân sẽ là người lựa chọn cuối cùng và sẽ ký vào xem form. Thì cái đấy là cái mà cái ngành lâm sàng như cái immunology là chúng tôi khá là dân chủ trong quá trình điều trị của bệnh nhân tham gia vào chương trình này. Đối với phụ nữ thì chúng ta nhìn thấy là phụ nữ khó khăn hơn là về phụ nữ đang dùng thuốc. Tuy nhiên chúng ta thấy những cái mảng màu xanh lên rất là nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục dùng, chúng ta cân nhắc tới lợi ích và nguy cơ, và các cái nhóm thuốc màu đỏ đây chúng ta sẽ dừng, đặc biệt là cái sắc hôm nay thì khi chúng ta có những trường hợp chúng ta đeo vào tính mạng chúng ta bắt buộc phải dùng thôi, đứng mẹ chúng ta cũng chúng ta sẽ
chấp nhận chúng tôi sẽ có. Thì đấy là những cái mà chúng ta lưu ý cho những cái thuốc mà DMARD sinh học đến là DMARD phù. Về thuốc chống sơ thì sao? Về thuốc chống sơ thì có cái tác dụng phụ liên quan đến đường tiêu hóa là chính không? Vậy như bệnh nhân của tôi là bệnh nhân thải giảm nhiều đi bởi vì là liên quan đến cái chỉ số đường tiêu hóa rất là nhiều. Và có một bệnh nhân tổn thương ruột kẻ sẽ cũng bị điều trị chống sơ từ chỉ sau 2-3 tháng thì bệnh nhân thải bắt buộc phải dừng vì bệnh nhân tăng men rất là nhiều và sau đó bị hết. Khi điều trị ổn tăng men hết, chúng tôi dùng lại theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì cũng bệnh nhân cũng lại tăng men trở lại rất là nặng nề. Sau đó chúng tôi hoàn toàn phải dừng. Thì đây là cái khuyến cáo của chúng ta cũng rất là rõ ràng và chúng tôi cũng phải làm sao cho đúng khuyến cáo của nhà sản xuất không. Thì như vậy chúng ta thấy là đối với cả cái nhóm thuốc chống sơ thì như vậy thì để kết luận cho một cái bài báo cáo này, chúng ta thấy rằng để chúng ta có một quyết định điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận điều trị theo cá thể hóa và chúng ta phải phân tầng nguy cơ của bệnh nhân được bệnh học, chúng ta phân tầng nguy cơ được bệnh nhân về các cái phân bổ kháng thể và CDD và chúng ta sẽ có một cộng đồng đa chuyên khoa để chúng ta tiếp cận toàn diện cho một bệnh nhân chúng ta điều trị. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuốc phù hợp với các phần lâm sàng của bệnh nhân, phù hợp với kháng thể lưu hành của bệnh nhân và chúng ta sẽ theo dõi các phần phụ trong quá trình điều trị như là một cái yếu tố indicator cho cái việc quyết định tiếp tục điều trị hay chúng ta chuyển đến phát điều trị. Và chúng ta cũng phải theo dõi rất là kỹ như là cấp tiến triển hoặc là tiến triển nhanh để chúng ta có thể thay đổi phác đồ điều trị và kiểm soát được cái tình trạng cho bệnh nhân. Thế thì đấy là những cái phần tôi muốn báo cáo chia sẻ. Hiện tại thì chúng tôi đã có một cộng đồng tuổi trẻ, cộng đồng là cộng đồng nó hoạt động giao lưu hòa với nhau và hoạt động rất là gần gũi với nhau và trong đó thì đặc biệt là chúng tôi có một cái đội ngũ dược lâm sàng hỗ trợ rất là mạnh. Và hôm nay cái bài báo cáo này thì tôi cũng muốn đưa ra là cái hợp tác giữa các bác sĩ ở Vimec và dược lâm sàng rất là đặc biệt và tôi là dược sĩ kiêm và đồng chuẩn bị cho cái bài báo cáo này. Và dược sĩ kiêm có một dược kia nếu tất cả những vấn đề gì về thuốc và nếu các anh chị thì muốn hỏi thêm về thuốc thì dược sĩ kiêm sẽ trả lời. Thì dược sĩ kiêm và đồng hành của chúng tôi từ nhiều năm nay rồi.